Xin chào các bạn. Rạng sáng nay, 19 tháng 7, giới chức Ukraine tiếp tục thông báo thành phố cảng Odessa bị tập kích quy mô lớn bằng loạt tên lửa hành trình Nga. Vào thời điểm sáng ngày 19 tháng 7, chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại, nhưng trên Telegram, người dân địa phương đã báo cáo một loạt vụ nổ mạnh ở các khu vực khác nhau của thành phố, cho thấy sự bất lực của phòng không Ukraine trước đòn tập kích của Nga. Hãng thông tấn của nhà nước Nga TASS cho biết, đòn tập kích diễn ra vào khoảng hơn 1 giờ sáng khi một loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy ở thành phố cảng Odessa trên biển Đen của Ukraine vào sáng sớm thứ Tư. Ngoài Odessa, các khu vực khác của Ukraine cũng đã phát cảnh báo không kích, đặc biệt là loạt lãnh thổ miền Đông Nam như Kharkov, Sumy, Dnipro và Kherson. Được biết, đây là hôm thứ hai liên tiếp, quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái cảm tử và tên lửa hành trình Kalib nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Odessa sau khi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen hết hạn hôm 17 tháng 7. Trong ngày hôm qua, đòn tập kích của Nga đã nhắm đến những mục tiêu rất giá trị. Theo đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội nước này đã tập kích đáp trả nhằm vào xưởng chế tạo xuồng tự sát cùng các cơ sở ở Ukraine có liên quan đến vụ tấn công cầu Crimea. Đêm qua, lực lượng vũ trang Nga đã tập kích đáp trả bằng vũ khí chính xác cao, phóng từ tàu chiến và các khu vực được sử dụng để lên kế hoạch dùng xuồng tự sát tấn công khủng bố Liên bang Nga và xưởng sản xuất chúng ở cảng Odessa. Trung tướng Konashenkov thông báo, lực lượng Nga còn phá hủy các cơ sở lưu trữ khoảng 70.000 tấn nhiên liệu dùng để cung cấp khí tài cho quân đội Ukraine ở thành phố Mykolaiv và Odessa. Toàn bộ mục tiêu nhắm đến đều bị phá hủy với các vụ nổ hỏa lực được ghi nhận, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Trong khi đó, giới chức Ukraine thông báo, Nga đã phát động đợt tập kích tên lửa UAV vào nhiều đô thị nước này. Bộ Tư lệnh miền Nam quân đội Ukraine cho biết, phòng không nước này đã hoạt động hiệu quả khi hạ 21 UAV gần thành phố Odessa và 4 chiếc khác ở tỉnh Mykolaiv, cùng nhiều tên lửa khác Nga sử dụng trong vụ tập kích. Tuy nhiên, các vụ nổ cho thấy khả năng các cơ sở quan trọng của Ukraine đã bị phá hủy. Động thái tập kích quy mô lớn hàng loạt của Nga diễn ra khi thỏa thuận ngũ cốc trên biển Đen đi đến hồi kết, sau khi Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây không thực hiện đúng cam kết cung cấp ngũ cốc cho những nước kém phát triển. Thay vào đó, dòng ngũ cốc của Ukraine lại chảy vào các quốc gia thịnh vượng tại Liên minh châu EU và Trung Quốc. Sau khi Nga đóng tuyến đường biển tới Odessa, hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine bị đình trệ xuất khẩu, dẫn tới một trong những nguồn thu lớn hiếm hoi của Ukraine sẽ bị cắt. Và các tuyến đường bộ qua mạn Tây Ukraine cũng không thể thay thế khả năng vận chuyển ngũ cốc qua biển. Trong khi đó, tại đây, nước láng giềng với Ukraine như là Ba Lan và Slovakia đang đề ngỏ khả năng giãn thêm lệnh cấm ngũ cốc Ukraine. Và như vậy, các chuyên gia cảnh báo, Ukraine sẽ mất vai trò như là một quốc gia hàng đầu về lương thực, đồng thời hậu quả với nền nông nghiệp nước này sẽ có nguy cơ kéo dài. Ngoài việc ngăn chặn ngũ cốc Ukraine do vi phạm thỏa thuận xuất khẩu, Moscow còn khẳng định Ukraine thường xuyên sử dụng hành lang ngũ cốc trên biển Đen để triển khai các thiết bị không người lái tấn công các mục tiêu, cơ sở Nga. Nhất là sau khi Nga không gia hạn thêm thỏa thuận ngũ cốc, Kiev được cho là đã tổ chức nhiều đợt tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào bán đảo Crimea, tập trung tại cảng Sevastopol. Và nghiêm trọng nhất là vụ đánh cầu Crimea hôm 16 tháng 7 bằng các xuồng không người lái chứa thuốc nổ USV làm hư hỏng một phần cầu đường bộ, đồng thời khiến một gia đình công dân Nga thương vong. Ukraine phủ nhận mọi trách nhiệm về vụ việc, nhưng sự vui mừng không thể giấu giếm của Kiev đã lộ rõ. Mikhailo Fedorov, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine, hôm 17 tháng 7 còn lỡ lời cho biết cầu Crimea bị tấn công bằng xuồng không người lái của Ukraine. Truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết vụ tấn công cầu Crimea là chiến dịch đặc biệt của SBU và Hải quân. Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vào cầu Crimea, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả thích đáng. Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga đáp trả. Ông chủ Điện Kremlin đã yêu cầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB và Ủy ban Điều tra Nga siết chặt an ninh khu vực. Sau đó, các hoạt động quân sự tại khu vực Biển Đen nói chung và Odessa nói riêng đã tăng vọt. Các đợt không kích quy mô lớn đã liên tục giáng xuống Odessa và các khu vực khác ở miền Nam. Đặc biệt, sau khi chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc, các mục tiêu tại cảng Odessa được Nga nhắm tới như một mục tiêu quan trọng, khiến cho khả năng xuất nhập cảng của Ukraine hiện nay gần như tê liệt hoàn toàn. Các báo cáo hàng hải cũng cho thấy không có một chiếc tàu lớn nào trên vùng biển Odessa, nói lên việc Nga đã thực sự quay trở lại phong tỏa lối ra Biển Đen còn lại duy nhất của Ukraine. Các chuyên gia cảnh báo các đợt không kích quy mô lớn của Nga vào Odessa chắc chắn sẽ còn tiếp diễn với quy mô lớn và rất dồn dập, nhất là sau khi Ukraine đáp trả bằng các cuộc tấn công USV, UAV vào cầu Crimea. Giới quan sát nhận định Ukraine có khả năng mất nút Odessa nếu tình trạng này tiếp diễn. Dù rằng quá trình này phải diễn ra hàng năm trời, nhưng người Nga đã bắt đầu chiến dịch làm suy yếu hàng phòng thủ bờ biển Odessa nói chung và thành phố Odessa nói riêng. Và không một ai dám khẳng định rằng Nga sẽ không bất ngờ tấn công Odessa, mặc cho nếu thực hiện, đây sẽ là chiến dịch cực lớn,
nhưng cũng cần phải nhấn mạnh lại rằng hạm đội Biển Đen hiện vẫn chưa ra tay và Ukraine có vẻ đang quá coi thường sức mạnh hải quân Nga. Chưa kể tới việc Odessa giáp trực tiếp với Chernihiv, vùng ly khai tại Moldova thân Nga. Thành phố Odessa cũng chỉ cách thủ đô Tiraspol của Chernihiv có 100 km theo đường cao tốc, một khoảng cách đủ nguy hiểm dù rằng quân số Nga tại Chernihiv khá ít, chỉ hơn 1.000 quân nhân và họ cũng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh giữa Chernihiv và Moldova, chứ không có nhiệm vụ chiến đấu với Ukraine. Nhưng chắc chắn, Chernihiv vẫn sẽ luôn là cái gai trong mắt giới chỉ huy Ukraine khi nó nằm ngay phía sau. Nhìn chung các hoạt động quân sự gia tăng tại Odessa làm dấy lên nhiều lo ngại rằng Ukraine sẽ mất nốt cảng biển quan trọng này. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.